Dạ. Anh Hữu ơi, thì nói chung á là theo như lời mấy anh em đã hứa, Dạ. ngày hôm nay sẽ giúp cho anh á, là đi chợ mua đồ Dạ. cũng như là tút lại làm thành một người đàn ông á. Dạ. Anh Hữu có hồi hộp không? Dạ mừng lắm. Cảm giác của anh Hữu bây giờ là như thế nào? Thoải mái. Anh Hữu hồi trước giờ là làm một người phụ nữ là bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm rồi. Bao nhiêu? Mười mấy năm lâu rồi. Coi như là năm 16 tuổi, anh Hữu kể là 16 tuổi đúng không? Dạ. Là mới là thay đổi có 4 5 tháng nay thôi. Dạ. Là ngày hôm nay là mừng dữ lắm ha. Mừng lắm. Bữa nay anh Hữu có quyết tâm gì không, có thể nói Quyết tâm cho đàn ông, quyết tâm là đàn ông. quyết tâm ha. Quyết tâm. Giờ Hữu xin hát một bản là thân mình là như thân xác con sâu mà tâm hồn như con bướm đi. Đúng rồi, nhưng Dạ. mà ca cổ anh Hữu nó hay. Cổ. Rồi. Dạ. Chốt mang thân xác không hồn như hoa chùm gửi biết vào tay ai, hai bàn lắm giữa bàn tay, xin đừng mai mẹ mà xin đừng mẹ mai. Tôi sinh ra đã chót mang nhiều đau Gồng thương, lên miếng anh Hữu ơi. năm vừa mới lên ba, tội tình chi mang thân xác không hồn nên xa lánh gia đình. Mẹ là người ô mang dưỡng nuôi, vì tôi không được giống như người ta. Năm lên 10 chìm qua khổ đau, bị cha bỏ rơi nhưng tôi hằng ngày vui. Lối xóm bà con đã xì xàm bàn tán, mặt tiếng khen chê tôi ngậm ngùi cay đắng. Ngày tháng qua đêm tôi gượng sống nên người, thân xác con trai nhưng tâm hồn con gái, nhưng thân phận yêu mềm nhưng tìm cách mưu sinh. Thích được để tóc dài mà bị anh chị gầy la, vì tôi cứ đam mê mà đòn roi mặc kệ. Tôi phải lang thang đầu đường xó chợ, nhưng sự nương nhờ nhờ mảnh cơm chan áo. Dạ xin hết. Chàng ơi, anh Hú ca bài này lộ ra nữa anh Hú. Ở ca bài này tính mình còn giờ còn lộ Tao nghĩ rồi. Sao sao lúc em thấy anh Hữu hát thấy giống chị vậy? Giống chị Hữu à. Lúc anh hát giờ mình phải men men lên đi. Đâu giờ mạnh mẽ. Khoan khoan. Tao kéo, tao kéo. Tao kéo men. Men sao đâu, men men đâu. Quay quay qua đây, tao 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 kiểu chụp hình nè. Nó kiểu nào men đâu. Rồi đứng yên nha, đứng yên mấy giây chụp hình nha. Rồi kiểu nữa. Giống Lý Đức coi. Hai tay luôn coi. Rồi qua hung dữ con coi. Bên kia kìa. Rồi đứng coi vợ làm tóc luôn nè. Wow, vợ này cũng đẹp dữ lắm quý vị vậy. Ê hung hung rồi cái anh làm tóc anh làm không được nó báo nữa. Chị Nga quay qua nhìn cái, chị Nga. Làm chị Nga ơi, quay qua nhìn cái coi đẹp không? Đù. Chúc xin chào cả nhà. Thì Thanh Trúc với mấy anh em bữa nay có ghé thăm cặp vợ chồng mà giả gái mà có cô vợ trẻ cả nhà. Thì Thanh Trúc bữa nay với Ngôn cũng lại nè. Để vô coi. Dạ em chào chị nha. Dạ em chào chị. Chị đang làm gì vậy chị? Bán ổn chị tính ăn sáng nè. Vàng ơi ăn gì đâu ngon dữ quá vàng. Hủ tiếu. Ôi bà giờ vợ đẹp gái dữ chèn. Ôi cái gì ơi. Ủa rồi hai vợ chồng anh Hữu đâu rồi chị? Hai chồng nó ngon ngủ chưa thức nè. Để đi kêu thức dậy nha. Đâu đâu. Chị mất gà cửa vậy đó hả? Dạ. Trời ơi. Trời ơi thức dậy đây ngủ hoài. Để chồng với chị nè. Ta lại tao quay phim kìa thức dậy đi. Nè đất ơi là mày ngủ hoài. Chị kìa con. Trời ơi trời ơi. Làm gì á? Không. Dạ này con ốm nữa. Chết mẹ con ốm nữa. Chị. Ngủ ngoài à? Anh Hữu. Làm gì vậy? Nấu. Nấu sao ôm bà cứng nhắc à chàng. Rồi bây giờ đi ra ngoài cho mấy anh em hò trò chuyện tí được không? Dạ được. Đi ra cho tao quay phim kìa. Chỗ đó. Chàng ơi, chàng ơi, giờ này 8 giờ mấy, 9 giờ còn ôm vợ nữa ta. Còn ở phía ngoài chặt đó ta, mấy ngồi ngay đây luôn đi. Hả? Ngồi trong đây luôn đi ha. Rồi. Dạ em xin chào chị thì chị thì hồi sớm á mấy anh em lại đây á
có lỡ mà cái gì mà vô bất ngờ thì có làm phiền thì chị mong chị thông cảm cho mấy anh em ha. Bữa nay tính lợi quay để chia sẻ lên cho mọi người. Và chị thường thường hai vợ chồng mà ngủ trễ gì lắm sao? Ngủ trưa vậy đó, rồi có lúc thì thức đặng còn đi bán vé số á. Rồi mới cái bữa đầu mà anh hủ về nè, rồi có ngủ dữ gì không? Cũng ngủ hai vợ chồng nó cũng ngủ vậy đó. Rồi bằng đêm rồi em thấy là nhà dán không nè? Dạ. Có tiếng động gì không chị? Có, rung rinh nhà cửa. Rung rinh nhà cửa. biết rung rinh nhà cửa là biết đang làm việc rồi. Làm việc dữ không vậy? Hay gửi này sao? Cũng dữ lắm, mà thấy gì mới cho con ở với gã luôn. Chị cho em hỏi thăm nè, cái lần đầu tiên á khi mà anh Hữu á là một cô gái đó, rồi về nhà cùng với con chị đó, lúc đó là chị biết chưa? Lúc bữa ban đầu á thì mình tưởng đâu là hai chị em không à. Cái hồi mà cái ngày rung rinh nhà cửa thì mình thấy ở được rồi thôi để cho con gái ở luôn. Cái ngày rung rinh nhà cửa hả? Dạ. Bữa ban đầu là chị tưởng hai chị em hả? Ban đầu kêu chị em qua lại vậy đó, mình về nó về mình cũng kêu nó bằng chị nữa. Chị kêu bằng chị luôn? À, tôi kêu bằng chị luôn. À. cấp đầu chị kêu sao, chị kể cho em nghe coi. Thì kêu chị gì đó, chị qua chị lại gì đó, hỏi ai lớn tuổi hơn ai, nó nhỏ hơn mình. Rồi nó kêu tôi bằng chị, rồi cái bữa đó rung rinh nhà cửa sàn hoài sáng trưa chiều tối. Là chị nghi hay sao? Nghi rồi. Rồi cái, cái tôi biết rồi, cái nó giờ hơi giờ nó thiệt đi. Là ở với nhà phải không? Cái nó đâu có ở đâu, con nằm ngủ chị em nằm chơi à, đâu có gì đâu. Nó thôi khai thiệt đi, ở đây ta biết trơn rồi. Rồi nó mới khai, nó là chấp nhận, nó thương nha. Là tới sáng trưa chiều tối luôn. À, sáng trưa tối cũng lên nhà cửa vậy đó. Dữ gì anh Hữu? À. Dữ anh Hữu. Ủa vậy nhưng mà cái lần đầu Nga dẫn anh Hữu về là Nga không có nói với chị là sao? Không hả? Nói gì trơn á. Tại nó con gái mới lớn thì nó ở nhà không đó, nó cũng cờ lắm, đâu có đi ra đường thường đâu mà biết cái gì đâu mà nói. Mà lúc đó chị chưa biết anh Hữu là ai mà chị dám cho anh Hữu chưa biết này à, tại vì đi bán vé số nè, rồi nó nói về với Nga chơi nè, về nhà đó. Thì nói là nó là nữ vậy thôi chứ mình đâu biết nó là nam. Cấp đầu là chị nói chỉ là chắc hai chị em ha. Mà nhưng không ngờ thì những có cái biểu hiện khác là chị là nghi ngờ. Rồi chắc đó chị có nóng không chị? Thì con mình như dụ con gái mình nuôi lớn thì mình chăm có cái đám cưới để nở mặt nở mày với gia đình của mình. Nhưng mà nó thương nó ở vậy, nó đâu cứ hỏi gì đâu, thì thôi lỡ thấy ở được thì con mình cũng thương rể mình rồi. Mà nó không cưới thì thôi cũng được đi, tại vì nó cũng nghèo, nó đâu có giàu đâu mà cưới. Rồi thấy gì cho nó ở với con mình luôn. Rồi trong khi mà con rể của mình đó thì ban ngày á phát áo phụ nữ, còn ban đêm á là men đàn ông, thì không biết ở sớm chờm á người ta là có biết chưa chị? Lúc đó mới đầu về thì không biết, tại vì nó nói là chị cho em về, em mướn nhà chị ở đây, bên đây nè, là tiếp tháng điện nước 600 ngàn. Nó thì nó về với con của mẹ, nhưng mà con mẹ thì nó ở trong nhà. Thì nó đi ra nó mới gặp chồng nó nè. Rồi nó thôi vậy thôi, mẹ cho ở đây tiếp tiền điện nước. Nó là tháng 600, là nó ở bên đây nè. Nó rồi thì nó nói là nó là chị em vậy thôi, rồi mình đâu có biết là nó ở sao này mới biết là nó làm gì chồng của con mình rồi. Rồi thấy gì thôi cho ở luôn. Mà cái độ tuổi á chị, anh Hữu á là ảnh chắc là lớn á. Hả? Ảnh lớn rất là lớn á. Thì lớn hơn con tôi tới 20 tuổi, con tôi mới có 24, tới này nó 25 nè. Hôm bữa em nghe nói là 20 phải không chị? Dạ. Ừ, 20 tuổi. Không có tuổi tác lớn không thành vấn đề. Mà hôm bữa về anh Hữu ơi. Dạ. Bữa dữ lắm sao mà bà già vợ bà nói gì rung rinh nhà cửa chèn. Dữ lắm. Dữ lắm. Cái này hay yếu lại bớt nè. Không biết có gì không yếu nghe, trước là dữ vậy. Mới về á. Bà vợ biết ngày đêm rung dữ lắm, giờ nào cũng hay. Mà bà già vợ là em được biết là bà già vợ là không có chồng không? Thôi chồng rồi. Rồi con nó làm như vậy rồi mình có nhỏ không? Đâu cũng biết rồi, mình cũng có con có chồng mình rồi, biết rồi. Em hỏi nó rồi con gửi nó làm gì rồi mình muốn có chồng nữa không? Tại vì cái hoàn cảnh cũng còn khổ quá rồi con cái tùm lum, mà sợ có chồng về biết chồng có nuôi con mình không hay là giờ ví dụ có người nào nuôi là có người nào nuôi nuôi bà già vợ anh Hữu là anh Hữu có đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi bà già vợ tính sao? Chịu không? Mình không biết có hợp tình hợp lý, biết người ta có thương mình không? Bà già chịu nha cả nhà. Sẵn ở đây á mấy anh chị nào mà độ tuổi có tầm anh chị nào mà độ tuổi có tầm 40 ha. 40 ha bà già vợ. Tôi 45 tuổi tết này đó. 45 ha. Ai là 45, 50 là có Zalo cho mấy anh em ha. Mấy anh em nhắn lại
bà và vợ của anh Hữu nè. Tại vì mình cũng thấy không biết người ta có thương mình không, mình vô ở rồi con cái gì mắc nuôi. Đẹp thì thiếu gì người đẹp không, mà cái không biết có thương mình thiệt không nè chứ. Mà nói chung là có người mà có điều kiện đầy đủ là lại đây mà chị coi tìm hiểu xong là chị cho người ta cơ hội không? Thì thí dụ như đi. Muốn làm bạn thì mình cũng phải tìm hiểu lai lịch nhà cửa chị đồng ý ha. Đó thì cũng có thì mình cũng phải tìm hiểu. Đúng rồi cả nhà. Chị ở đây là nói chung là cho mấy anh một cơ hội luôn, 50-45. Anh Hữu. Dạ. Rồi hôm bữa làm như vậy đó, rồi bà vợ biết rồi có ngại không? Hơi ngại hả? Hơi ngại. Rồi thí dụ mà sao mà không nhẹ nhẹ đi mà sao nhà nó rung dữ vậy? Là cái giò không thẳng được nè, nó không thẳng đập. Đạp dữ anh Hữu. Rồi biết hả? Lúc đó quýu rồi đạp dữ không anh Hữu? Dữ lắm mà. Cái cấu đâu mà. Gớm mà bé ai ai chị? Gớm sao? Gãy nó sao bây giờ? Ừ trời. Là gãy gãy. Nghe mình nghe biết. Nghe ai bên nhà mình nghe nó gên mình biết. Chàng ơi, chàng người sao bây giờ chịu nói. Thôi nhà này nhà tôn không mà đâu có cách âm đâu. Rồi thêm cái chân anh Hữu anh đạp vô tôn kêu len kèn nữa. Sao ngồi rồi? Đứng lên đi. Mệt thấy gì rồi kìa? Hồi tối dữ lắm không mà sao mệt dữ hả? Anh Hữu. Hai nhát hả? Ôi đừng nói, bà vợ bà nghe được bà buồn bây giờ bà tuổi bà khóc chứ, giờ. Bà vợ là xa chồng là bao nhiêu năm rồi bà vợ? Gần cả chục năm rồi. Chục năm rồi ha, mà ghế này làm quá trời rồi, sao làm chưa nổi. Làm mừng bình thường có gì đâu. Chị lâu lâu mà em nói thí dụ giỡn thôi ha. Lâu lâu mà cái đám trẻ này nó làm rồi có khi nào mình suy nghĩ trẻ nhớ chồng quá không? Em nói cái thí dụ thôi. Chắc có mà ha chị. Không cũng không có nghĩ suy nghĩ. Không gì. Có suy nghĩ mà nhưng mà chắc cũng hơi nhớ chồng hơi lợi. Đó đi không có thì... suy nghĩ gì, không biết sao rồi. Mình cũng chưa biết nữa. Nói chung là ở đây mà anh nào 50-45 mà lại đây vớt mẹ vợ của anh Hữu lên là bà chịu luôn nha cả nhà. Tướng men lắm nha. Đó, đẹp gái nóng lạnh luôn đó. Chăn không? Cỡ này không? Có két hả? Rồi cái bàn gần xe lúa đó là ở Việt Nam chế hay là ở nước ngoài chế? Lắc dữ hả? Nước ngoài hả? Nó đều không anh? Đều. Dữ lắm luôn hả? Nhàn đều. Người vài bữa ta làm nhẹ lại được không? Dạ được. Được. Nương. Để thôi bà vợ bà chịu không có nổi chàng. Chứ bà vợ thì 10 năm mà không có chồng rồi. Mà ghế nó làm nó sàn gạo ban đêm y đùng sao mà chịu nổi. Chị cái này là con của ai chị? Con của mình á. Bé đó. Con mình luôn. Trời ơi rồi chồng chị là tình cảm sao mà để cho chị mà nuôi gì dữ vậy? Nói đầu ngày ông cũng thương vợ con lắm mà ông bị tai nạn xe đó. Chấn thương đầu. Bây giờ ông không có biết gì hết trơn. Nhà không biết đường về nhà nữa. Rồi đẹp tới có chút kinh nghiệm lại là nhẹ nhẹ cho bà vợ đỡ nhớ chồng không? Đó là có chỗ tai tiếp. Chỗ tai tiếp ha. Chứ em thấy bà vợ dữ lắm đó. Hồi xưng hay gì em đúng thấy. Bà đẹp. Quá đẹp luôn. Bà đẹp hơn con gái luôn chàng. Kìa, so nè. Cả nhà, ở đây là bà vợ anh Hữu. Ở đây là vợ anh Hữu. Thì hai bên đây nè, cả nhà nhìn coi, một trời một vực. Mẹ vợ thì quá trời đẹp rồi. Mà sẵn là cho cả nhà biết là cô chú anh chị mà cô nào mà muốn cần mà tìm dâu á thì chị ở đây nha, 45 tuổi. Còn muốn tìm vợ thì mấy anh nào 50, bà chịu luôn, lo cho bà ngày ba bữa cơm là bà chịu rồi. Chịu không chị? Có cần gì không? Thì ví dụ gặp thì mình cũng phải tìm hiểu người ta có thương mình không. Thì bán dây số giống anh Hữu chị chịu không? Làm nghề gì cũng được, đừng làm gì là làm có lỗi nha. Có pháp luật chồng cấp với người là không chịu. Còn bằng nghề gì cũng được hết. Thấy anh Hữu anh thấy bà và vợ quá tuyệt vời không? Ok thế mà bà còn nói anh mà sàn lắc quá trời lắc luôn nữa kìa. Ngày đêm chặn trường bên phòng nó không đóng bằng đầu á. Là thiệt không mày á? Rồi mày giờ thấy hả chẹn? Thấy, tại vì đi bên phòng bây giờ ra nè, chặn trường ít bằng đầu lắm. Mọi người bây giờ thấy rồi sao chèn? Thấy tôi không dám dòm nó thiệt tình. Mọi người anh Hữu làm Hữu đầy sống dân anh Hữu ơi. Vô bất ngờ không biết. Rồi sao khép lại trời. Che lại. Đóng cửa lại rồi nhưng mà nó đi tới luôn với vợ nó trong đây nè. Trời. Không có bạn đồ. Ừ. Dạ. Em xin gửi lời chào anh Hữu nha. Dạ. Anh Hữu ơi. Thì nói chung á là theo như lời mấy anh em đã hứa
Dạ. À, ngày hôm nay sẽ giúp cho anh là đi chợ mua đồ, dạ, cũng như là tút lại làm thành một người đàn ông á. Dạ. À, anh Hữu có hồi hộp không? Dạ mừng lắm. À, cảm giác của anh Hữu bây giờ là như thế nào? Thoải mái. À, anh Hữu hồi trước giờ là làm một người phụ nữ là bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm rồi. Bao nhiêu? Mười mấy năm lâu rồi. Coi như là năm 16 tuổi, anh Hữu kể là 16 tuổi đúng không? Dạ. Là mới là thay đổi có 4 năm tháng nay thôi. Dạ. Ừ. Là ngày hôm nay là mừng dữ lắm ha. Mừng lắm. À, bữa nay anh Hữu có quyết tâm gì không, có thể nói quyết cho... tâm đàn ông, quyết tâm là đàn ông. Quyết tâm ha. Quyết tâm. Thôi bây giờ trước khi mình trở thành một người đàn ông đích thực á. Dạ. Thôi ôn lại kỷ niệm ha. Dạ. Gửi tặng một bài hát về cái giống như là bản thân mình dạ, trong những năm tháng qua đó. Dạ. Một lần cuối để coi như là từ giả nó ha anh dạ, Hữu ha. Dạ. Dạ rồi. Tiếng em đi gọi anh buồn gác lành điều hiu, ngoài trời trắng tỏ mà sao ước đôi dài gầy, dặn em cô phòng càng quanh hiu, nhớ em nhớ từng làn hơi thở, giờ đây mới biết xa anh sẽ làm chết cả đời anh. Em yêu ơi, từ nay cách biệt nụ cười, đường xa gió lạnh mưa nhiều, mà đời em đắng cay trăm chiều. Bao năm rồi một ngày ta sống bên nhau, mà giờ này sao lắm chua cay mấy 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 đêm qua rồi. Em buồn gió lạnh từng đêm, ngoài trời khung đổ, mà sao tái tê trong lòng và hết. Rồi bây giờ trước khi trở thành chồng của chị Ngân á, chị Nga trở thành một người đàn ông, chị Nga có phát biểu gì không? Có thích không? Mừng không? Vui không? Bữa nay nè chị vui không? Vui ha. Vui mà sao thấy cố gắng người vui vậy? Cường quá nhỉ. Hay là muốn hai chị em, hay là muốn anh em? Rồi thôi bây giờ mình bắt đầu vô tiệm để mà mình hớt tóc nha Nữ nha. Dạ. Dạ rồi. Trời em. Dạ. Nay hồi hồi hợp con Nữ. Lên mấy năm trời là phụ nữ bây giờ chỉ thầm nam giới hồi hộp không anh? Thôi bây giờ vừa hấp vừa ca đi Hữu ơi. Được rồi. Tôi thương vợ tôi cái kìa. Ca sẵn tặng không thở hết tóc luôn kìa. Được, tôi thương vợ tôi kìa. Tôi thương vợ tôi mỗi lần đôi no chung lòng. Tôi thương vợ tôi mỗi lần đi biển mù côi. Tôi thương vợ tôi không lực là xa quá gắm nhung. Tôi thương vợ tôi biết thương chồng thương con hết lòng. Quay ghế vòng ra, quay ghế vợ nó. Gian nắng ngày đêm, sớm chiều nắng mưa dài dầu. Không ham giàu sang, không đua đòi xa lớn nhà cao. Tôi thương vợ tôi không lược là xa quá gắm nhung. Tôi thương vợ tôi biết thương chồng thương con hết lòng. Dạ. Ồ, vô hết tóc rồi tặng ông chủ một bài hát luôn quý vị nha. Dạ. Hát miễn phí luôn nha. Quá dữ quá dữ. Đây là kiểu tóc của anh Hữu trước khi mà cắt tóc nha. Rồi cả nhà cùng theo dõi coi là một lát sẽ có thay đổi gì. Đúng rồi. Chấn động không nha. Rồi chúng ta chờ đợi trong giây lát nha. Lột lột xác này hả anh Hữu? Lột xác. Này có lột mụn được không anh Hữu? Dạ không. Lột mụn cạo râu luôn luôn. Giờ cạo hay để ta? Cạo. Cạo hả? Mọi người không nhớ đàn ông là mình phải để chứ. Cạo hơn không? Con nào gửi đến cho vợ anh không? Bữa nay anh là cái người thay đổi nè. Có. Anh gửi cho em và vợ anh một cái động thơ dạ, lột xác phụ nữ để dò sông dò biển dễ dò, có ai lý thước mà đo lòng người. Sông số 3 là đà nước chảy, tình bạn mình mãi mãi không phai. Đố ai lặn xuống vực sâu mà đo miệng cá uống câu cho nó vừa lòng. Là cái đó là thay vì nói gì sao? Thay vì mình thương nó. Là mình thương vợ là... Dạ. Rồi anh thở vô, anh thở ơi. Vô anh thở ơi. Anh thở vô, quên thở luôn anh thở. Vô đi thở. Quên thở luôn rồi. Thằng ơi anh thở đẹp trai này lên wheel dưới lắm nè. Có vợ chứ anh thở.
Dạ, có ghệ rồi chứ chưa có vợ. Dạ. Dạ em tin gì nhắn lên bữa nay cho ghệ em coi luôn nè. Gửi không, gửi không? Dạ không. Rồi tóc này là mình hớt hớt đều hay là hớt cua? Dạ, hớt đều. Hớt đều đều, đều rồi cho mình ép. Theo mà anh hớt tóc của anh Hữu này là tóc này nó khó xử lý không hay là sao? Dạ nó cũng như bình thường như tụi em hớt thôi. Chứ nó cũng khó. Có kiểu gì mà đẹp trai trẻ hơn cỡ 20 tuổi không anh? Dạ. Kiểu gì trời hớt xong nhìn như ông chủ không? Cũng khó lắm. Kìa. Đâu anh nghiên cứu thử coi. Sao mà thấy tóc này ở cái miếng đất ở đằng trước thấy rộng quá kìa em. Miếng đất của anh Hữu đó đó. Ừ. Dạ. Khúc đó bị cháy lá. Cháy lá vàng á. Cái này là anh Hữu chuẩn bị có đường băng này. Chú. Bị ba ha. Định hình đang định hình. Okay. Chưa chờ thấy đẹp rồi đó nha. Ông nghĩ sao anh Hữu? Dạ. Ông nghĩ của anh sao? Mừng. Mừng à. Hồi chết bà đẩy luôn rồi không hết rồi. Anh cứ đẩy thoải mái đi. Đâu phải tóc của bánh em đâu. Giờ mình cắt chứ. Anh Thợ bữa nay hết cũng rất là hồi hộp cho quý vị vậy. Tại vì sợ bữa nay hết mà không đẹp là tới một chuyện luôn. Tới một chuyện luôn. À, thì đây là tiệm hớt tóc Bình Nguyên của Yên Giác. Ở Thợ Sơn hả? Dạ. Salon Bình Nguyên. Salon Bình Nguyên. Có hớt hớt tóc mà ví dụ người ta hớt thiếu trợ góp được không? Dạ không. Không nha. Mà có lên cho liên hệ với anh em người ta không? Gần Tết người ta đỡ không chứ? Anh Hữu ơi. Dạ. Nhộm không? Nhộm anh Hữu. Màu đỏ đi Hữu ơi. Màu đen á. Sao màu đỏ màu vàng gì đi cho đẹp. À. Màu đen giờ tóc mình nó đen rồi. Tóc mình đen rồi, nhộm đen nó cũng vậy à. Rồi anh Hữu có muốn cắt tóc cho vợ luôn không? Dạ muốn. Muốn luôn ha. Rồi anh tính làm kiểu gì cho vợ anh? À, tỉa cho mỏng mỏng lại vậy đó. Mỏng hay mỏng thôi. Tóc nó thấy như đâu mà đẩy nhẹ quá thôi. Thưa, mới mấy cộng à. Dạ, thưa. Tóc này nó cứng như cỏ quá. Mát chưa nữa? Mát rồi. Mát rồi ha. Nhẹ đầu hết sức rồi. Nhẹ đầu à? Nhẹ. Chú Duy Khán Giá là một cô gái hàng mấy năm trời của Duy Khán Giá. Bây giờ trở thành một người đàn ông như Duy Khán Giá. Này là giây phút quan trọng của cuộc đời anh Hữu nha. Thì bữa nay mình bị quay lại rồi kìa. Anh nói chung cũng quay nữa kìa trời. Hồi hộp không anh Hữu? Hồi hộp. Không biết mình trở thành đàn ông như thế nào hả? Dạ. Cũng đẹp trai quá nè. Đẹp trai dữ nè. Có hoàn cảnh đau đó. Ừ. Quay quay em đó anh Hữu. Quay quay em đó coi. Quay mặt qua đây coi. Ủa. Chưa cho anh thấy lạ đàn ông nữa nha. Bạn mẹ chưa? Dạ. Mình mẹ đi chơi đâu mà. Ủa nhỏ không? Nhỏ không dạ? Anh Hữu, mình mẹ, mình mẹ sao đâu, mình mẹ cái coi. Còn yếu yếu sao anh Hữu? Bình thường yếu làm sao? Cái nước mía uống đi em, cái nước mía uống đi. Quan tâm vợ ha, cái tóc là... Ừ, nằm thải cánh luôn rồi. Nhuộm tóc anh luôn anh Hữu ơi. Chứ em đẹp sai sao nè. Này mất dũi rồi anh Hữu. Ép cho nó thẳng. Quay quay qua này anh Hữu. Quay quay cho đẹp trai anh Hữu. Ừ. Trời ơi đẹp trai nha. Cười cái thử ơi. Cười cái cây, cười cái cây. Quá đẹp trai luôn rồi. Hữu nhìn đi như Hàn Quốc ta. Đúng giống quá ha. Đi về gan chơi song song này nè. Mấy chục năm mới bước vô đây nè. Mấy chục năm mới bước vô đây. Mấy chục năm mới bước vô cái chỗ uống tóc. Rồi lúc nữ rồi sao? Nữ thì lại chỗ uống tóc á. Uống tóc nữ nha. Ở đây người ta có làm nữ luôn á anh Hữu. Dạ.
mà ta nữ phân biệt chứ không có nữ nam lộn xộn gì, ta nữ nữ biệt phân biệt trang điểm của dâu này nọ là đó. Mấy chục năm mới bước vô ha, là mới vô gặp trai. Hồi nãy khi mà anh Hữu vừa đặt chân vô cái cửa, anh Hữu cảm thấy sao? À, bình thường đi ha. Thấy nó dép đầu dép con mắt nó ngại ngại vậy đó. Thì hết ngại rồi, hết ngại. Chạy qua đó là gì? À, xì bông hả? Dạ không. Ủa gì hả? Dạ. Ở đó có xì bông. Để làm tóc cho thẳng lại hay vậy? Dạ đúng rồi. Tại mình đã uống rồi đó. Dạ. Nào giờ anh Hữu có hết tóc máy lạnh chưa? Chưa. Này có hả? Nay mới đi máy lạnh nha. Dạ. Chàng ơi tiệm tóc mà tưởng đâu quán bar đâu, yên nha. Phục vụ tặng mê đó. Vậy là mai mốt là mình mặc đồ nam luôn hả anh Hữu? Dạ. Rồi, bữa nay là Hữu là mình nam thiệt rồi cả nhà ơi. Giờ là mấy đồ nữ giờ mình giải quyết sao anh Hữu? Bỏ hết. Sao bây giờ đưa vợ mặc không vừa hả? Nó nhỏ xíu mà rồi mình bự mặc không vừa. Là kiếm ai mình cho lại đồ nữ đi. Thôi bỏ đốt bỏ luôn, không còn đốt bỏ luôn. Giống như là thằng nam mà phải đốt bỏ ha. Rồi có khi nào mà giữa đường rồi gãy gánh rồi đòi làm nữ lại không? Không. Diễn với nam rồi. Cả nhà nha, bây giờ cả nhà nhận ra hay không? Ủa anh là ai vậy anh? Hữu. Anh Hữu hả? Dạ. Trời ơi, nhìn lạ dữ ta. Em chào anh. Dạ, chào anh Hữu nha. Dạ, em chào anh. Cả nhà thấy anh Hữu giờ đâu có thua kém gì trai Hàn Quốc không? Anh Hữu hôm bữa có cái bản gì mà của cái giống như là cái kiếp gì đó anh Hữu ca đó. Rất là hay mà lại ca cổ anh Hữu. Anh Hữu hát tặng cho em với quý vị khán giả trong bữa nay được nghe đi. Nhưng mà trước khi hát phải giới thiệu người đang ngồi cạnh bên anh Hữu. Là ai á, là cô gái tên gì, biệt danh gì đó. Dạ. Cái anh Hữu bên đó là ai đang làm tóc vậy? Dạ. Vợ anh Hữu hả? Dạ. Bữa nay dặn vợ đi trang điểm tút lại cho đẹp lại. Quá dữ vợ tút lại đang hết á. Đó, vợ anh Hữu thì đang ngồi bên kia nha cả nhà. Rồi. Dạ, Hữu xin hát một bản là thân mình là như thân xác con sâu mà tâm hồn con bướm đi. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà ca cổ anh Hữu nó hay. Rồi. Chốt mang thân xác không hồn như hoa chùm gửi biết vào tay ai, hai bàn lắm giữa bàn tay, xin đừng mai mẹ mà xin đừng mẹ mai, tôi xin ga đã chốt mang nhiều đau thương đâm vừa mới lên ba, tội tình chi mang thân xác không hồn nên xa lánh gia đình, mẹ là người ô mang dưỡng nuôi vì tôi không được giống như người ta, năm lên mười chìm qua khổ đau bị cha bỏ rơi nhưng tôi hân ngày vui. Lối xóm bà con đã xì xàm bàn tan, mặt tiếng khen chê tôi ngậm ngùi cay đắng, ngày tháng qua đêm tôi gượng sống nên người. Thân xác con trai nhưng tâm hồn con gái, nhưng thân phận yêu mềm nhưng tìm cách mưu sinh, thích được để tóc dài mà bị anh chị gầy la, vì tôi cứ đam mê mà đòn roi mặc kệ, tôi phải lang thang đầu đường xó chợ nhưng sự nương nhờ mảnh cơm chan áo. Dạ xin hết. Chàng ơi anh Hữu ca bài này lộ ra nữa anh Hữu. Dạ. Rồi ca bài này tính mình còn giờ còn lộ không? Không nghĩ rồi. Sao lúc dạ. Em thấy anh Hữu hát thấy giống chị vậy? Giống chị Hữu à. Lúc anh hát giờ mình phải men lên đi. Đâu giờ mạnh mẽ lên coi nè. Đâu anh Hữu thử hát bài nào mà mình đàn ông lên nè. Cái chợ mới của tôi hồi nào mà bao nhiêu tuổi. Chưa men. Tay chân kìa, tay chân sao còn. Mà tôi có tưởng rằng cái chợ mới quê hương ở nơi đó
có người thương đời, nên chiều chiều ra bờ sông, ra bờ sông anh hẹn với em mai mốt đây với anh nhìn bà người sẽ duyên người ơi, mai mốt đây sẽ cao chào vợ nàng đứa duyên tình ta, anh chết lâu sầu em cũng thưa cùng mẹ cha. Thằng Tâm có tánh ít hiền lành, nó sợ sau này con Hồng nó ăn hiếp, nhưng ba cứ nhùng nhằng nhũng nhẵng quay lưng cho thằng Tâm được nhau nó kết nghĩa cháu chăng. Ngày thằng Tâm đi bộ đội mà nay vẫn chưa về, đọc thư anh em buồn muốn khóc, khóc cho thật nhiều cho để nhớ quê hương, chợ mới của anh là người yêu quý mừng không anh, em vẫn đợi anh về. Dạ hết. Quá hay, hay quá. Anh Hữu bây giờ anh đứng dậy anh đi một vòng coi khi mà anh Hữu cắt tóc lên để có gì khác không nha. Anh Hữu vô vòng đi ra coi. Con men lên nha. Cái tướng mạnh mẽ lên nha. Mạnh dạng lên. Sao nha. Sao còn múa quá vậy? Men nhất coi. Rồi, đi men coi. Khoan khoan. Tao kéo men. Men sao đâu, men nào. Quay đây, tao kiểu chụp hình nè. Nó kiểu nào men đâu. Rồi đứng yên nha, đứng yên mấy giây chụp hình nha. Rồi kiểu nữa, giống Lý Đức coi. Hai tay luôn coi. Rồi qua hung dã coi. Bên kia kìa. Rồi đứng coi vợ làm tóc luôn nè. Wow, vợ này cũng đẹp dữ lắm quý vị dạ. Ê, hung rồi cái anh làm tóc anh làm không được nó báo nữa. Chị Nga quay qua nhìn cái đi nha. Chị Nga quay qua nhìn cái coi đẹp không? Đù. Rồi anh Hữu bắt đầu. Rồi. Vô. Không. À. Rồi anh chủ làm đi. Để hai đứa mình yêu lại từ đầu nha. Chủ mới mà mất cười kìa. Anh Hữu được chứ chủ xuống anh Hữu về dặn à. Thấy anh chủ nhóm ta. Ông chủ vui tính à. Ừ. Ông chủ đẹp trai không? Đẹp trai thì có ống chứ mà đâu biết. Nhưng mà anh gặp ông chủ anh có rung động không? Đừng có ý định nó nghe ông. Ông cắt tóc rồi đó. Sao em thấy anh vô đây anh xìu xìu xuống vậy? Hả? Thấy nãy tự nhiên lên rồi giờ xìu ta. Hay gặp ông chủ rồi xìu. Không. Như em út mình thôi. Như em út ha. Như em út. Nó làm cha mình nhận trai cho mất rồi. Bây giờ mình trai ha. Lúc trước thầy Hữu là với thứ ba gặp như anh này thì thương mến này nọ, ngủ ghê này nọ, ăn uống cà phê. Bây giờ mình đổi ha. Thì thanh niên rồi mình nghĩ nó cũng như mình. Mà cái này em hỏi thiệt nha, hồi lúc trước giờ anh Hữu có tỏ tình với bạn trai nào chưa? Thì cũng đi hát hội chợ là gặp rồi em anh đồ uống nước bình thường vậy đó. Có tỏ tình chưa? Dạ chưa. Thiệt không hay có bả ngồi đây giấu? Không phải, nói thiệt. Dễ gì mười mấy năm không lẽ không có mối tình nào sao? Không lẽ anh Hữu còn nguyên tem ta? Còn nguyên tem. Nguyên tem luôn ha. Khi mà nguyên tem có cái điều kiện gì, có cái điều biểu hiện gì để biết được nguyên tem không ba? Thì biết. Đó là hả? Bây giờ anh Hữu có câu nói gì mà nói với vợ để chứng tỏ là mình bây giờ là thành đàn ông đích thực rồi. Giờ câu đầu tiên anh muốn nói với vợ anh là gì? Dạ anh muốn trở thành đàn ông là anh muốn sanh con để cháu ra. Sanh trai sanh đứa con gái. Bà nói ừ. Quá dữ rồi mà trời ơi, nay hết nhận ra anh Hữu. Thích chương quệ rồi nha. Anh Hữu qua đứng cái kiến, anh Hữu đang quay chỉ luôn anh Hữu ơi. Đứng vô cái kiến á, cho anh thợ anh vừa làm vừa ấy luôn. Chàng ơi chàng. Cắt xa lần kéo vô đâu cho vợ tôi nghe anh thả. Có tỉa chân mày tém, ủa quên có làm gọn gọn gì không Hữu? Dạ làm con gọn cái đầu lên này hết tóc giống kiểu ông thợ đi là đẹp rồi. Rồi sao nãy giờ anh Hữu thấy vợ hết tới đây rồi thấy làm sao rồi? Thấy đẹp nghe, cái ông thợ hết khéo. Thợ cái hết khéo ha. Rồi thợ giới thiệu tiệm tóc của ông thợ luôn anh Hữu ơi. Tiệm tóc ông thợ tên gì ông thợ? Là anh Hữu không có đọc chữ được ha. Dạ. Nguyên. Đọc
chữ được mà mấy chữ bự quá chà bá. Ủa sao ngộ vậy? Chữ nhỏ đọc được hả? Dài đó, nó rồi à. Một dài này kêu gì? Ủa anh Hữu, nó bự quá không biết rồi sao mấy cái đó bự quá mà anh biết. Nhắm mắt đại. Hả? Nhắm mắt đại. À, nhắm mắt bắt đại ha. Dạ. Nãy nghe mẹ vợ anh Hữu nói anh Hữu làm rung kinh nguyên cái nhà luôn hả ta? Tại thiệt không hay là mẹ vợ chọc giỡn chơi? Thiệt luôn. Thiệt luôn hả? Là tôn rồi nó kêu dữ lắm hả? Tại ngủ cái giò không thẳng rồi lúc nãy rồi đạp vào trời nghe con kẹt. Rồi làm việc thì nó làm đi, đạp vô tôn chi vậy? Tại nó không thẳng trời thôi. Nên nó mở máy ha. Hữu ơi, bữa nay anh cắt tóc rồi anh nói câu gì với vợ anh cái nói để bà tin tưởng anh là sau này anh che chở được bà. Nói cái đi vào trái tim luôn rồi. Nói lớn lên nha, mén lên. Anh cắt tóc là mình nam. Thương anh hoài, mình khó anh nghe không? Nha.